10 điều tuyệt đối đừng bao giờ cả nể, nhân nhượng với bất kỳ ai. Kính thưa quý vị, gia đình, người thân hay bạn bè, không ai có thể sống thay cuộc đời của bạn. Trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc bạn cần phân biệt tốt xấu, biết đâu là điều tốt mình nên học theo và đâu là điều xấu người độc hại cần tránh xa. Bạn là người quyết định cuộc đời của mình và đừng bao giờ để người khác thao túng, ảnh hưởng xấu tới mình. Dưới đây là 10 tình huống phổ biến mà bạn đừng bao giờ cả nể, nhân nhượng, hay có tiếng nói riêng của mình. 1. Bị lôi vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Điều gì cũng có hai mặt của nó, và việc bất đồng quan điểm không hề xấu. Tuy nhiên, đừng bao giờ lãng phí thời gian để tranh luận với người mà trong đầu họ luôn nghĩ rằng chỉ có bản thân mới là người đúng. Dù cho bạn có giải thích hợp lý thế nào, họ cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu ra hoặc cố tình không muốn hiểu. Điều đó chẳng phải là bạn đang lãng phí thời gian hay sao? Nếu bị hiểu lầm, thì bạn cũng không cần phải giải thích với những người đó, bởi lỗi không nằm ở bạn. Im lặng lúc này là sự lựa chọn đúng đắn nhất khi tranh luận không thể đưa ra kết quả cuối cùng. 2. Để người khác cười cợt bạn vì quá khứ. Có những người luôn trực chờ để chọc ngoáy vào sai lầm, thất bại của bạn trong quá khứ. Đừng bao giờ để những người đó ảnh hưởng xấu tới bạn. Ai cũng có quá khứ, và dù nó tốt hay không thì cũng là của riêng bạn. Thông qua đó, bạn sẽ trưởng thành hơn. Quan trọng, bạn cần hiểu sau những sai lầm, bản thân cần trưởng thành hơn và không lặp lại những sai lầm đó nữa. Đừng cho phép ai đó cười cợt bản thân mình, khiến bạn thấy tự ti vì những gì đã qua. 3. Để người khác mãi lừa dối bạn. Càng nhân nhượng, cố tìm cớ để biện minh cho lời nói dối của người khác, giá trị của bạn sẽ càng bị hạ thấp. Đối phương sẽ không tôn trọng bạn. Nếu bạn biết ai đó đang nói dối, đừng im lặng chịu đựng. Thái độ này của bạn chỉ khiến cho mọi chuyện thêm tệ. Người kia sẽ tiếp tục nói dối mãi. 4. Để người khác ngăn cản bạn thay đổi. Có những người luôn sợ sự thay đổi. Họ không muốn tiếp cận và làm quen với những cái mới. Nếu gặp phải những người này, đừng để họ ảnh hưởng tới bạn. Sự thay đổi mang tới nhiều lợi ích cho bạn. Cuộc sống này sẽ trở nên mới mẻ, đầy màu sắc hơn khi bạn dám vượt qua vùng an toàn của bản thân. 5. Vì người khác mà từ bỏ sở thích của mình. Nếu sở thích của bạn khiến bạn hạnh phúc, vui vẻ và chẳng ảnh hưởng tới ai, thì đừng bao giờ từ bỏ vì những lời chê bai của người khác. Hãy làm những gì khiến bản thân vui vẻ, tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Nếu đối phương không có hứng thú với thứ bạn thích, đó là vấn đề của họ và bạn không nhất thiết phải quan tâm. 6. Để người khác dụ dỗ bạn đòi hỏi những gì vượt qua nhu cầu của bạn. Quan trọng là bạn hài lòng với những gì mình có. Việc đòi hỏi những thứ vượt quá khả năng của mình và bản thân cũng không thực sự có nhu cầu không phải là điều nên làm. Hãy học hỏi từ bạn bè một cách thông minh và áp dụng có chọn lọc. Trân trọng những gì mình đang có, đó chính là khởi đầu của hạnh phúc. 7. Nghe theo người khác bất chấp rủi ro. Không có thành công nào đạt được mà không phải bỏ ra mồ hôi, công sức. Có những thành công sẽ tới dễ dàng hơn, song không có nghĩa là nó miễn phí. Mỗi người có một con đường khác nhau. Nghe theo lời khuyên của người khác 100% mà không động não là việc làm dại dột. Việc bạn cần làm là tin tưởng vào bản thân và tương lai. 8. Để người khác làm bạn nhục chí. Đôi khi sắp đạt tới mục tiêu, bạn lại gặp phải khó khăn. Những người thực sự quan tâm tới bạn sẽ hiểu đây là lúc bạn cần sự động viên, cổ vũ, chứ không phải khiến bạn hoang mang về bản thân. Lúc này, điều bạn cần là kiên định với con đường mình đã chọn. Vượt qua khó khăn, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. 9. Để người khác ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ. Những thứ đáng giá sẽ không bao giờ tới một cách dễ dàng.
con đường dẫn đến thành công sẽ phải đi qua nhiều thử thách, chông gai, cả những bất đồng chỉ trích. Hãy tin rằng khó khăn chỉ làm cho bạn mạnh mẽ hơn mà thôi. Theo đuổi ước mơ khi còn có thể, bạn sẽ không nuối tiếc. 10. Cấm cản chỉ đạo việc bạn chơi với ai. Điều này thường xảy ra khi những người xấu muốn tác động tới mối quan hệ của bạn với những người tốt. Đừng để bất kỳ ai chi phối chuyện bạn bè của bạn. Hãy cứ làm bạn với người mà khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn, và đừng ngại rời bỏ những người khiến bạn trì trệ. Mười ba điều bạn nên từ bỏ nếu bạn muốn thành công. Kính thưa quý vị, một ai đó đã từng nói với tôi về định nghĩa thế nào là địa ngục. Vào ngày cuối cùng anh còn tồn tại trên trái đất này, con người anh đã trở thành sẽ gặp mặt con người anh đã có thể trở thành. Đôi khi, để đạt được thành công và bước ngày càng gần hơn tới với con người chúng ta mong muốn có thể trở thành, chúng ta cần từ bỏ đi một số thứ. Dù cho định nghĩa về sự thành công của mỗi người đều khác nhau, nhưng khi bạn muốn mình đạt được sự thành công đó, bạn phải từ bỏ đi một số điều nhất định. Những điều đang trở nên quá phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Và những điều này có thể dễ dàng từ bỏ hay không còn tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Khi bạn muốn đạt được bất cứ điều gì trong cuộc đời mình, bạn sẽ phải bắt đầu từ đây. Bạn phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân đầu tiên. Và có hai điều mà bạn luôn phải ghi nhớ. 1. Những bữa ăn lành mạnh. 2. Vận động thể chất. Hãy bắt đầu bằng những bước đi nhỏ nhất và bạn sẽ cảm ơn bản thân mình sau này. Người thành công luôn đặt ra những mục tiêu dài hạn và biết rằng chúng là kết quả của sự kết hợp nhiều thói quen ngắn hạn mà họ vẫn làm hàng ngày. Những thói quen bổ ích này không là những việc bạn chỉ thực hiện hàng ngày mà còn phải là hiện thân của chúng. Có một sự khác biệt rất rõ ràng giữa tập luyện để được một thân hình đẹp với tập luyện vì đó là thói quen của bản thân. Nếu bạn không thể nỗ lực tìm kiếm và nắm lấy những cơ hội lớn, hay cho phép những ước mơ của bản thân trở thành hiện thực, bạn không bao giờ thể hiện hết những tiềm năng thực sự của bản thân. Và thế giới sẽ không nhận được lợi ích nào từ bất cứ điều gì mà bạn đạt được. Vì vậy, hãy nói lên ý tưởng của bạn, đừng ngại thất bại và đừng ngại sẽ thành công. Người thành công biết rằng họ có trách nhiệm cho cuộc sống của họ, bất kỳ họ bắt đầu